Chào mừng các bác đến video số 2 quay tại hội chợ hàng nông sản thủ công mỹ nghệ của thủ đô tại cung hiếu nghị Việt Xô ấy. Đi cái cổng phía Trần Bình Trọng vào các bác nhé, phía Trần Bình Trọng vào. Cái hàng này tôi vừa hai cái hàng đầu tiên thì tôi vào tôi quay rồi trong video đầu tiên rồi. Thế tiếp theo tôi sẽ quay đến hàng thứ ba và thứ tư. Hàng thứ ba và thứ tư. Đầu tiên là cái cây du. Cây du làm rất kỹ. Làm rất thoáng. Đường chạy rất thoáng rất hay. Cây du. Thường cái dòng du dưới là răm nó rất là dày. Đúng không? Bác này bác ấy làm khá ổn, rất thoáng. Cây du rất hay. Đó. Đổ ôm chậu. Cây đổ thiên hướng ôm chậu. Long quấn thủy gì đấy. Đại loại các bác gọi mỹ miều thế. Tôi thì thấy đẹp là xem thôi. Dáng thế thì tùy mình đặt. Dáng thế là do chủ cây đặt. Đấy. Sao cho nó hài hòa là được. Của Thắng. Đây. Dù cá hay. Tôi sẽ đi theo cái đường chạy của thân nữa nhé. Để bác xem. Đấy. Ở bên kia còn rất nhiều những cái sản phẩm nông sản rất là lạ lẫm cũng mắc xem đây bị đam mê đấy dạ quay đây. Suốt từ lễ giờ trên thủ nghỉ trưa vâng biết có đây là vào ngay xem ngay đấy xin phép các bác là cứ thế lao vào quay bác nhá về để anh em học hỏi mắc cười có hai cây du để cạnh nhau rất hay. Trong này mình là tổ chức từ ngày nào đến ngày nào anh nhỉ? Tổ chức 2 hôm. 2 hôm. À, nay là chưa chính thức đâu luôn. Dạ, đấy, xin phép là cứ vào làm việc trước. Cái du bắc cường. Các bác đã nghỉ ngơi ăn cơm chưa? Đây rồi. Đẹp quá. Đây là cây du. Tủ tối. Kiềm. Rất là mướt mát. Rất mướt mát. Xung xuê. Và rất nghệ thuật, tự nhiên nó phong cách hơi hướng nước ngoài đấy, rất tự nhiên. Hai thân mình toán làm rất đầy cây, khá là hay. Tùng cối khá hay, rất xanh tốt. Xin lỗi tôi sờ vào một tí, nhiều khi tôi quen ở chợ là cứ sờ. Linh sang mình xem. Đấy, tán cái lịch xa. Mặt sau của cái tùng đây. Đấy các bác. Rồi, đây thấy một cái ổi nhìn khá là quen. Không nhớ là của ai. Rất sạch sẽ của anh
Vĩnh. Một cái ổi khá là hay, đổ rất là mềm mại, cây ổi đổ rất mềm mại và sạch sẽ rồi. Những cây mà tiêu chí đầu tiên và để trưng bày là phải cây trên chậu rồi. Thứ hai là sạch sẽ, phong tranh đầy đủ rồi, cứ phôi và đẹp đến mấy mà lộ cộ thì bày bên ngoài. Các bạn, để đánh giá tổng thể một cây như này có thể nó không có giá trị bằng một cái phôi, nhưng để đi triển lãm, để đi chơi trưng bày thì những cái cây này lại được ưu tiên. Đấy các bạn ạ. Rất là mướt, rất là mướt. Đây là cái cây trang vàng, trang vàng của mắc cửa. Rất là đại thụ, cao độ gần 1 mét. Đa lông. Cố gắng không bỏ sót một cây nào. Nhìn sang nhìn rất đại thụ. Hoa nguyệt quế đang rất là thơm ở đây các bạn. Người thấy hoa nguyệt quế thơm á. Cây đa đa dáng cổ trên một cái chậu cũng cũ. Cây đa tổng thể là phải sạch sẽ quá rồi. Có em này thì được ưu ái, em xin được ưu ái triển lãm đây. Đó, nằm ngủ rất ngon, chỗ đấy mát mà, cứ nằm yên không sao cả. Đấy. Đúng không? Các bác bây giờ là cứ thấy như thế này là muốn thịt bỏ cái cổ ngọn này lắm. Nhưng mà để như vậy chơi vẫn đẹp à? Đúng không? Cần phải chơi nhìn đâu. Đấy. Đây. Cây xanh tiếp theo. Nghĩa. Lá bóng nhựa. Đấy. Ok, để tôi sang hàng thứ hai. Ở giữa thì có cái tùng kim cương này rồi. Tùng kim cương. Còn cái cẩm thị này thì quen quá rồi. Cũng đã đi bày ở khá nhiều nơi. Cái cẩm thị mà làm được kỹ như này là hiếm có. Thân cốt mịn tít như này rất hiếm. Một cây cẩm thị số 1 rất đẹp. Da đen như da trâu. Cái này tối. Tiếp theo là cây xanh này. Cây xanh này quen rồi. Cái cây thì không nói, nhưng cái bể đá là nhiều tiền này. Bể đá này rất nhiều tiền. Bể đá nhiều tiền. Khỏi được rồi. Bể cổ rất quý đấy, bể cổ Nam Bắc.
Alo. Một cái bể mà như thế này bây giờ kiếm có tiền chứ chắc mua được các bác nhé. Không có mà mua. Đấy là riêng về bể. Còn về cái cây này thì thuộc diện của ai à? Cô bác có số có má rất là lớn ở Hà Nội chơi cây này. Giá trị tầm miễn bản ở đây là chỉ đi xem và thưởng thức, nói chung là đi tiêu hóa cái nghệ thuật. Bác ạ, không bàn đến là giá cả ở đây. À, mặt sau mặt sau cần tị. Thân này mà bóc ra thì đỏ au luôn. Ok. Thích cái bể đá này. Xem cái khác. Xì nhập xây Đài Loan gì đấy. Cùng cối. Đây là có một cái ổi này. Ổi dáng làng thiên nhiên, dáng làng quần thụ cũng đúng, dáng làng đó, đẹp rất sạch sẽ, rất xanh. xanh đẹp quá, xanh ơi. Cái nguyệt quế rất hay, nguyệt quế tán rất rộng, rất lùn và rộng. Đấy, con nhìn nó có hơi hướng quốc tế một chút rồi. Quế đẹp. Để xem những cái vết sẹo mà khi người ta thu ngắn nó lại nó còn to nữa, khá là ổn mà. Cây quế rất ổn. Một cây quế đẹp, nhỏ nhưng mà già rất đẹp. Mặt còn lại hơi xanh đây. Và cái ổ, và cái ổ đây. Úi giời, mặt này nhìn nó phê này, thân nó bẹt dí, sạch chưa, nhìn rất sạch đúng không? Thì này ai muốn yêu, nhìn thấy cái hồn quê ở trong cái cây ổ này các bạn, hồn quê ở trong cây ổ nhé, nhìn rất rõ ràng, cái ổ đắng làng, ổ đắng làng. Đáng làng, đáng xóm, sạch sẽ. Các bác nhìn hình dung, các bác xem những cái cây nó hoàn thiện rồi ấy, hoặc là có form, có dáng rồi ấy, để các bác làm mới có cái cách làm. Ví dụ như cái mini bây giờ các bác đang bị một cái đó, cái kiểu là cũng cắt thụt lụt ngắn, nhưng mà sau các bác cũng rất khó triển tay cành, và sau nó hoàn thiện nó sẽ rất rối rắn. Đó, thì các bác cũng xem để lựa cho mình cái cách làm nó phù hợp nhất. Đó, ok, như vậy là tôi kết thúc cái video số 2 quay triển lãm nông sản trưng bày cây cảnh ở trung tâm hữu nghị Việt Xô nhé. Bây giờ tôi sang video số 3 quay hai cái hàng còn lại, những cây còn lại. Đấy.
thì thời lượng của ba cái video nó khá là cân bằng, mỗi cái hai hàng, bác xem nó cũng đỡ loãng và được tập trung nhiều hơn. Ok, các bạn được sang cái video thứ ba nhé.